nó cứ mè nheo làm đủ thứ trò trơn trọi á, thì anh có cái cách nào để mà là giảm thiểu cái sự mè nheo của con nít không? Theo anh nhớ là như con anh lúc đó bị thì chắc có lẽ là em phải làm cho nó bất ngờ luôn. Ví dụ như nha, đang đòi món đồ đó mà đồ chơi được đúng không, nhưng mình không thể nào cung cấp được, ra ngoài đường nó đòi này đòi kia thì em phải đánh trong lạng nó tới tấp luôn, nó quên nặng cho nó quên nặng đó luôn. Trời tại vì trời ở đây dưới là tại sao tại sao cái xe có 40 bánh, trời ơi cái xe sao làm đủ thứ cho nó rối loạn, nó không suy nghĩ được vấn đề cũ. Theo anh kinh nghiệm là vậy thôi, anh chỉ có xíu đó thôi. Nói chung là mình làm phân tâm nó, đừng người ta cho nó tập trung vấn đề đó nó đang suy nghĩ. Ê, tôi thì không có khả năng mà làm người khác phân tâm. Chắc cái lúc mà lần con tôi nó quấy quá tôi chịu không nổi, chắc tôi đọc chú đại bi quá luôn. Cái tâm mình nó tịnh lại bớt á. Con em bây giờ răng mọc nó cũng gần đủ rồi anh. Em dạy nó tập đánh răng mà em không biết dạy làm sao để mà nó chịu đánh răng anh. Đúng mỗi rồi. Lần cứ mỗi buổi sáng thức dậy là ba lại con làm ơn đi, chứ cái kiểu này mà con không đánh răng con bị siết răng là mẹ con quay qua lại chửi ba nữa, mệt lắm mà nó cứ không chịu. Anh dạy con anh đánh răng sao chỉ em cái. Rồi mình phải đánh trước mặt nó, sáng nào mình làm vài lần cho nó nhìn thấy hả, để nó biết tập thành thói quen. Còn nữa ví dụ điển hình về quê đó là có mấy đứa con của chị anh nó cúng răng đen thui á, nhìn đi. Nhìn cái này nè, cái tội này biết sao, mai mốt là không còn cái nào để ăn cơm luôn, lớn lên là không có vợ luôn, tại vợ thấy ghê quá không có răng nào hết, là bắt đầu nó sợ là tự động đánh. Có con đầu tiên á, rất là dễ bị trầm cảm rồi rất là dễ bị stress, bởi vì là tại sao con mình cứ khóc hoài. Anh cũng vậy. Dạ, thì lúc đó khi mà anh bị trầm cảm quá với những cái áp lực nè, là về gia đình nè, về con cái nè, về tất cả mọi thứ, thì anh làm cái gì để mà anh giảm bớt cái sự trầm cảm đó? Khi mà anh đi làm về mệt, đi hát về mệt, mình nghe con cái mà khóc, anh nghe tiếng khóc thôi là anh mệt. Tại vì mình thấy được. Không nhậu là ý là mình đi công việc mà đường nhiều việc quá, về mình đang căng thẳng thì mình nghe tiếng khóc của con thì mình quạo lắm. Nên về anh mình bực mình lên, anh la hết tất cả mọi người, ngay cả vợ anh, những anh kêu tại sao công việc của anh mà anh ra ngoài đường anh làm này kia rồi anh lo gia đình vậy mà tại sao về có đứa con mà cứ để cho nó khóc hoài. Anh một mình là ai cũng sợ hết. Mình bình thường anh rất là hiền luôn, nhưng mà khi mà đụng đến con cái là tạo cho mình xấu, tính xấu ghê lắm. Em chỉ anh là muốn mà anh đi công việc ở ngoài về không mà anh cảm thấy bực bội gì hết trơn á, mà muốn anh lên lầu mà không nghe anh đeo tai phone vô anh mở trang giấy trắng. Ngày xưa chúng ta vẫn hay thường mơ một ngày như thế. Một ngày như thế. Thì thẳng lên lầu anh ngủ luôn là yên tĩnh, nó không có làm sao mà. Hello cả nhà, cho phép Phạm Trưởng gửi lời chào đến tất cả quý vị đang theo dõi chương trình Cáo Bổ Đối Gì cùng với MC rất là dễ thương Ngọc Trai cùng với Thanh Tân. Dạ, trời ơi, lần đầu tiên có người nói MC chúng ta dễ thương rồi Tân ơi. Đâu, chị giỡn lắm rồi, tôi mới nghe được dễ thương không đạo ơi. Chứ không lẽ bây giờ nó thấy ghê. Có em thái được không? Ok, anh hát tặng cho em bản được không? Cái gì mới vô hát liền luôn hả? Cái gì cũng từ từ mê anh quá rồi. Thầy đó giờ nghe anh trên băng đĩa không mà chưa được nghe anh hát live, hiểu không? Hai bạn muốn anh hát bài gì là anh tặng một câu thôi. Anh hát bài nào em cũng đều nghe hết. Em dễ chịu. Dạ. Thôi anh hát bài quen thuộc đi nha. Quen thuộc anh hả? Mãi mong người trở về tìm lại phút giây đôi ta hẹn thề cùng nhau bước đi trên con đường về. Ngày xưa chúng ta vẫn hay thường mơ một ngày như thế. Đến khi người trở về, người lại bước đi bên ai bên kia, để cho nỗi đau anh thêm nặng nề. Giờ đây ấm êm biết em có nghe, chỉ riêng mỗi anh mãi mong chờ em, mà sao em nỡ người về tình không về. Anh biết anh thuộc câu đó cho nên là anh ngưng lại cho em hát. Cái khúc đó là hay, cái bài đó hay, cái bài đó nó hit là nhờ tôi hát khúc cuối đó bạn. Đã vậy. Cái bài đó anh xin được, cái bài đó tự là 2-3 năm đúng không anh? Tầm bậy nữa. Bài trang giấy trắng không đổi. À, trang giấy trắng cũng đâu phải 2-3 năm chứ. Nhưng mà nói cho nghe nha, từng là làm việc với anh Trưởng rồi nha, đóng MV trên Trưởng rồi nha. Đã bành chung nữa. Đúng rồi. Bây giờ là mình vào thẳng trọng tâm vấn đề luôn. Đúng nha. Rồi. Khi mà biết tin mình chuẩn bị làm ba đó, thì anh cảm thấy như thế nào? Anh ơi! nói chung là khi mình đã xác định lập gia đình rồi đó, cái điều mình mong muốn nhất
là có một thành viên tiếp theo. Khi mình nhận được thông báo là giống như là chồng ơi, vợ có bầu rồi. Ở lúc đó lúc đó đã gì đâu mà đã. Sướng gì đâu mà sướng luôn. Hạnh phúc vô cùng em. Lần đầu tiên mà cái gì cảm giác lần đầu tiên nó cũng phê hết. Trong cái khoảng thời gian mà là vợ mình đang mang thai đó nha, là sẽ có những thay đổi nhất định, có thể là về tâm sinh lý của người vợ nè, là về sức khỏe, là chưa tính tới chị nhà dù như là lỡ chị có ngén quá hay là sao, hay là chị có đòi hỏi quá sao nữa. Chị nhà con vậy không anh? Cũng có nhưng mà lai rai thôi. Ví dụ như là thèm ăn, đứa đầu ăn nhiều quá lên tới 30kg lận, bự quá. Sau này đẻ xong là phải phải kiêng lại chúng bớt đó, là cái hình như là có bầu như là sinh ra cái bệnh mà thèm ăn thôi, rồi nhõng nhẽo. Nhẽo biết là mình có bầu là mình cưng vợ cưng con, cho nên mà biết cái điểm yếu mình á, cho nên là nhấn sâu vô đó, đội này đội kia rồi tùm lum ra hết, là mình phải chuẩn bị sắp làm ba mình phải chịu đó. Những lúc khuya thì có bầu mà đội ăn bất tử là khuya 12 giờ anh ơi thèm cháo quá, phải chờ cháo. Cháo mà cháo trắng cá cơm nữa thì đâu khuya đâu ai bán đâu, kiếm vòng rút cuộc cái lúc có lúc không, nhưng mà không sao, để ráng thì vợ con. Nhưng mà quan trọng mua về là chị có ăn không? Ăn xíu à, ăn muỗng như ăn muỗng anh ăn luôn đúng không? Biết mà ăn xíu thôi, nhưng trong nghề không. Hiện tại giờ là anh mấy lứa rồi? 3 rồi em. Trong cả 3 lần như vậy đó, có cái lần nào mà là khiến anh nhớ nhất không? Đó là cái lúc mà mang bầu bé thứ ba đó, là có đi khám định kỳ và bác sĩ cho phép được đi du lịch. Đi Thái Lan thì bác sĩ ok, sức khỏe ok thì không sao, đi bình thường, đi chơi những vận động mạnh quá thì được. Thì lên máy bay qua bển chơi khoảng một ngày, ngày thứ hai là bắt đầu là đi trên xe buýt á, đi tour đó. Thì mệt, đầu thì đang ngồi trên xe, bà xã mới nói là chết rồi chồng ơi. Tại sao vậy? Lo mặt xanh lét hết. Không sao vậy? Giờ anh bị động thai à. Con mình xong rồi. Giống như lúc đó là cảm giác là bị mất đứa con luôn rồi. Trong lúc đó là xe chạy nó có dằn quá mạnh hay là? Đối với mình là bình thường thôi, nhưng mà khi người mang bầu thì Ta cảm giác được hơn. Ta cảm giác mình thì mới thông báo cho anh biết là xe dừng lại tại chỗ luôn. Lúc đó gần cách khoảng 50m, 100m thì có bệnh viện quốc tế. Đưa vô là bác sĩ phán một câu, anh giúp mình luôn: em có bầu hả? Ta nói chuyện anh tiếng Thái Lan này có người thông dịch. Sao anh kiểm tra không có tim thai? Trời ơi, lúc đó anh không còn một chút máu luôn. Cái mặt hồi nãy mới xanh lá cây thôi, bây giờ là xanh nước biển luôn em. Trời ơi, hết rồi chứ. Anh mới nhờ mấy bạn thông dịch viên là dịch lại, là bác sĩ mới coi kỹ lại thử đi. Tại vì bên Việt Nam là có bầu 3 tháng rồi, có bầu 3 tháng có em thai, có hình ảnh rồi hết rồi. Sao không biết mà mình viện quốc tế mà xong ổng vùng rối luôn em. Mình lo lắng quá, cái ổng kiểm tra lại kiểu, có. Nhưng mà 50-50 nha em. Chích mũi thuốc, cho uống thuốc này điều trị rồi xong rồi khoảng 2-3 tiếng sau thì cho về khách sạn. Nghỉ không đi đâu hết. Nhớ hoài luôn, đi du lịch mà không đi chơi đâu, nằm khách sạn qua Thái Lan, khách sạn xong đi về. Rồi về Việt Nam thì kiểm tra lại, rồi bác sĩ ở bên Việt Nam mình làm mọi cách. Theo thời gian thì em bé ra đời bình thường mà. Lúc đó mà sắp sinh xong anh cứ lo chết mà không biết em bé này bị gì không. Bị động thai rồi, thuốc men rồi, không biết bây giờ có sao không này kia đâu. Lo nhưng mà rút cuộc bé ra thì bình thường, mừng quá trời mừng luôn. Trong cả 3 lần sinh nở là chị sinh thường hết luôn hay sao? Chị nhà anh sinh mổ không à? Là do nở không đủ hay là sao? Bé đầu tiên là nhau vấn cổ phải buộc phải mổ sớm gần 1 tháng. Bé thứ hai cũng sinh mổ luôn, chính xác ngày hơn bé đầu tiên. Nói chung là hai đứa đầu thì nhau quấn cổ thì chuyện đó là bình thường, tại em bé trong nó quậy trong đó thì nó lộn mà, thì quấn cổ thì bình thường, cái đó là không có liên quan đến vấn đề mình vận động hay là gì đó. Cả 3 lần chị sinh nở thì là anh đều có mặt ở bên cạnh chị đúng không? Có đứa đầu tiên là cái thời gian là thời điểm 2012, thì trước đó thì anh vừa phát hành mấy cái khúc hit quá, chạy show nhiều quá, lúc đó là lo kiếm tiền. Tại vì mình xuất thân từ bàn tay trắng đi lên thì anh phải buộc phải đi kiếm tiền. Lúc đó là được khán giả mà yêu mến, là show mình chạy đều quá. Lúc đó đang hát ở ngoài Huế, thì giờ anh lúc đó đang có bầu rồi, sắp sinh rồi, nhưng mà anh nghĩ là tại vì sinh sớm anh về không có kịp. Giờ anh nói là bác sĩ chắc nói có hôm nay mổ đó, thì anh ráng chạy về. Tới Bình Thuận là giờ anh mổ xong rồi, anh về tới Sài Gòn thăm con anh là tới 2:30 sáng. Cái đứa đầu tiên là anh không có mặt tại lúc giờ anh sinh. 15 thì sinh đứa thứ hai, 18 thì đứa thứ ba, thì anh biết
canh sẵn rồi, anh từ hao thời gian hết, cái kinh nghiệm rồi, không nhận show nhiều nữa. Lần đầu tiên khi mà là được bế thiên thần của mình ở trên tay, anh thấy như thế nào? Đã lắm. Lần đầu tiên đưa qua anh dám bế liền luôn không? Nói chung là mình cẩn thận dữ lắm, kỹ dữ lắm, mình sợ nó quẹo này kia rồi, tay chân còn nhỏ quá, mềm quá, mình sợ mình không biết cách á. Con mình bảo vệ dữ lắm, mình sợ nó quẹo tay quẹo chân rồi đầu cổ quẹo nữa đó, anh hạn chế lắm, để cho mấy người phụ nữ này kia rồi. Chị hay là bà gì bác hay là mẹ hay là bồng, chứ còn mình lâu lâu mình bồng lần thôi. Chị biết ngắm chờ cho nó cứng nó lớn lên rồi ok mình dẫn đi chơi ok. Khi mà là bé cứng cáp hơn xíu rồi, cái vấn đề như là thai tả nè, rồi cho con ăn nè, rồi tắm con là đôi lúc phải ru con ngủ nè, thì cái đó anh có thầu không? Nói chung là thời gian rảnh thì mình phụ vợ mình cái đó, thay tả rồi vệ sinh thì cũng lai rai thôi, chứ không vệ sinh nhiều, tại mình đàn ông mà đâu làm kỹ. Hai lần tiếp theo á, là hai đứa tiếp theo á, thì là cái cảm xúc của anh nó cũng vẫn như là cái bé đầu tiên không? Đứa sau thì nói chung là mình cũng có chuẩn bị rồi, có kinh nghiệm trước rồi, cho nên nó đỡ lo lắng hơn. Này hỏi riêng tư xíu nha. Trong chị sinh mổ mà, sinh mổ là phải dưỡng dữ lắm, tầm mấy tháng là mình liếu liều. 20, 22, 25, 28. Không thiệt á, tại vì ở đây là cũng có nhiều người phải thắc mắc. Ba nè, không thấy hả? 22, 22 là một đứa, là 25, 28, 3 năm. Ồ, chắc cũng phải là kiên cử gần hơn 6 tháng 5 chứ đúng không à? Thôi, cái chuyện đó đâu cứ ai mà ghi số 12 này đúng không? 15 đúng không? Là 18 đúng không? Ba năm lấy gạo, thấy ghê chưa? Quá đúng rồi, anh tính hết là 3 năm. Đều 3 năm. Nhưng mà là quan trọng là cái lúc đó thì là bao lâu thì liếu liều. Anh đã nói rồi, không có ghi sổ sách, không có nhớ được. Vì là lần lúc đó mà thấy vợ mình ok, ổn ổn mà vợ mình cũng chịu là mình cũng liếu liều. Như vậy luôn á. À, chị nào chị lé lè thì nó liếu liều đó. Nhưng mà là có một cái thông tin này là tới cái bé thứ ba đó, là lúc đó là hai anh chị không có tính, mà cái này giống như là trời cho đúng không? Có biết luôn hả? Thì cái này thì chương trình kể cho em nghe thì em biết, đem khai thác thôi. Là lúc đó là cứ liếu liều nhưng mà không có tính gì hết. Em nói không? Em nói anh trưởng nghe nha, trừ khi tôi không muốn biết thôi, tôi muốn biết là cái gì tôi cũng biết hết. Vậy hả? Nói chung là đúng là ngoài sự dự đoán, nó thẳng là vỡ kế hoạch đó. Đúng vậy. Là lúc đó là anh lưu diễn ở Hà Nội thì anh thường đi diễn, mà chị mà thích những nơi mà đẹp rồi kia là chị đòi theo, để nhất là mình vừa đi diễn là chụp hình cái phía rồi này kia rồi. Thì lúc đó có hai đứa rồi, anh nghĩ có hai thằng rồi thì đúng rồi, mà không ngờ ra Hà Nội tự nhiên dính đứa thứ ba luôn em. Ở đó ra ngay đứa con gái nữa. Ra ngay đứa con gái nữa. Cái này trong bóng đá thì gọi là bị penalty đó nha. Mình có một đứa con trai rồi, thấy không, bây giờ có một đứa con gái nữa thì nó như thế nào anh? Cảm giác nó khác gì hai thằng cu trước không anh? Khác nha em. Khoảng 18 là cái thằng con trai đầu tiên của anh là nó là 6 tuổi rồi. 6 tuổi rồi bắt đầu quậy rồi. Thấy mệt mệt rồi đó. Hai thằng là thấy mệt rồi đó. Mà đẻ ra một thằng nữa là thôi quýu luôn rồi đó nha. Trời ơi, em biết rồi, ba thằng con trai mà ở chung mà nó dành đồ chơi không, thấy mệt đi hát về chắc nghe nhức đầu, chắc trốn phòng đóng cửa cho tụi con chơi riêng quá. Còn hơn là ra ông bà con gái vừa có nếp có tẻ, thứ hai là kìm hãm cái sự quậy quạ của hàng anh nó nữa. Bây giờ đúng mà ra làm chị luôn. Thấy mình cưng làm xếp chị xong, xếp xong luôn hả? Là xếp xong luôn á. Ghê thiệt. Là hai anh quán liền đúng không? Hai anh quán liền. Vậy sao? Biết em nhỏ đâu có dám ăn. Không ép được. Đúng rồi, đó. Cho nên là cái lợi thế của con gái là vậy. Bây giờ mình đã út mà còn con gái nữa thôi, sung sướng quá trời. Con của em bây giờ là nó cũng gần 2 tuổi. Kiểu như giờ nó đang bị khủng hoảng tâm lý á. Nó không chịu cái gì là nó cứ khóc, nó cứ mè nheo làm đủ thứ trò trơn trọi á. Thì anh có cái cách nào để mà là giảm thiểu cái sự mè nheo của con nít không? Theo anh nhớ là như con anh lúc đó bị thì chắc có lẽ là em phải làm cho nó bất ngờ luôn. Ví dụ như nha, đang đòi muốn đồ đó mà đồ chơi được đúng không, nhưng mình không thể nào cung cấp được, ra ngoài đường nó đòi này đòi kia thì em phải đánh trống lạng nó tới tấp luôn, nó quên hẳn cho nó quên hẳn đó luôn. Trời tại vì trời ở đằng dưới là tại sao tại sao cái xe có 4 cái bánh, trời ơi kinh nghiệm xe sao làm đủ thứ cho nó rối loạn, nó không suy nghĩ được vấn đề cũ. Theo anh kinh nghiệm là vậy thôi, anh chỉ có xíu đó thôi. Nói chung là mình làm phân tâm nó, đừng người ta cho nó tập trung vấn đề đó, nó đang suy nghĩ. Ê, tôi thì không có khả năng mà làm người khác phân tâm. Chắc cái lúc mà lần con tôi nó quấy quá tôi chịu không nổi, chắc tôi đọc chú đại bi quá. Cái tâm mình nó tịnh lại bớt á. Con em bây giờ răng mọc nó cũng gần đủ rồi anh. Em dạy nó tập đánh răng mà em không biết dạy làm sao để mà nó chịu đánh răng anh. Đúng rồi. Mỗi lần cứ mỗi buổi sáng thức dậy là
ba lại con làm ơn đi. Chứ cái kiểu này mà con không đánh răng con bị siết răng là mẹ con quay qua lại chửi ba nữa, mệt lắm. Mà nó cứ không chịu. Anh dạy con anh đánh răng sao chỉ em cái. Rồi mình phải đánh trước mặt nó, sáng nào mình làm vài lần cho nó nhìn thấy hả? Để cho nó biết tập thành thói quen. Còn nữa, ví dụ điển hình về quê đó là có mấy đứa con của chị em anh nó cúng răng đen thui á. Nó nhìn đi. Nhìn cái này cái tội này đi thao mai mốt là không còn cái nào để ăn cơm luôn, lớn lên là không có vợ luôn, tại vợ thấy ghê quá không có răng nào hết, đâu bắt đầu nó sợ là tự động đánh. Có con đầu tiên á, ừ, rất là dễ bị trầm cảm rồi rất là dễ bị stress, bởi vì là tại sao con mình cứ khóc hoài. Anh cũng vậy. Dạ, thì lúc đó khi mà anh bị trầm cảm quá với những cái áp lực nè, là về gia đình nè, về con cái nè, về tất cả mọi thứ, thì anh làm cái gì để mà anh giảm bớt cái sự trầm cảm đó? Khi mà anh đi làm về mệt, đi hát về mệt, mà nghe con cái mà khóc, anh nghe tiếng khóc thôi là anh mệt. Tại vì mình thấy thường không có nhậu, là ý là mình đi công việc mà đường nhiều việc quá, về mình đang căng thẳng thì mình nghe tiếng khóc của con thì mình quạo lắm. Nên về anh bực mình lên, anh la hết tất cả mọi người, ngay cả vợ anh, những bạn kia, tại sao công việc của anh mà anh ra ngoài đường anh làm này kia, anh lo gia đình vậy mà tại sao về có đứa con mà cứ để cho nó khóc hoài. Anh một mình là ai cũng sợ hết. Mình bình thường anh rất là hiền luôn, nhưng mà khi mà đụng đến con cái là tạo cho mình xấu, tính xấu ghê lắm. Em chỉ anh là muốn mà anh đi công việc ở ngoài về phải không, mà anh cảm thấy bực bội gì hết trơn á, mà muốn anh lên lầu mà không nghe anh đeo tai phone vô, anh mở trang giấy trắng. Ngày xưa chúng ta vẫn hay thường mơ một ngày như thế. Một ngày như thế. Thì thẳng lên lầu ngủ luôn là yên tĩnh, nó không có làm sao mà làm sao nghe được tiếng con nữa, cứ đeo tai phone vô chàng những chán nó đến này hầu gầy tình ta cái như chán hết trắng nó lại lên lầu ngủ luôn. Là nghe theo Tân vậy á, là cái vấn đề nó sẽ không bao giờ được giải quyết. Ông dù muốn dù không á thì là mình cũng phải tiếp nhận cái sự bực mình đó. Vậy vậy nghe một tay thôi. Tay nghe nhạc, tay nghe anh đây chứ nó không đỡ áp lực hơn. Ông Tàu lao quá à. Phức tạp lắm em. Bây giờ đi. Mình sẽ tới một cái phần là vợ tôi vô số tội. Vợ mình sẽ thay đổi tính cách hơn những lúc mà chưa có bé. Cụ thể con gái đi. Lúc trước thì nói chuyện rất là nhẹ nhàng, tình cảm anh em rồi. Một khi mà có con có cái rồi thay đổi rồi, hay nhăn rồi kiểu vậy đó, nó khó chịu rồi. Cái gì tôi cái gì em cái gì mẹ ba chăm con sướng này kia rồi, đúng là hay cằn nhằn. Đúng rồi, cằn nhằn, nhưng mà nói ra xong cái quên chứ không có để ý bụng. Nói chung cũng vì con hết nhưng mà mình thông cảm. Ngoài cái đó ra còn lại là chị vợ tuyệt vời, không có gì hết. À, vậy là có nè, có mà không dám nói nè. Tại vì anh nghe em nói không có gì hết là thấy ngăn ngăn chuyện gì là đấy. Thấy nhắn là để môi mình thử có gì không nha. Có, chắc chắn có mà tại anh không dám nói thôi. Cái này đẹp quá chồng ha. Trời ơi, chiếc nhẫn này giỏ sách này ha. Đôi giày ghê luôn ta. Bà này bà mua chưa? Chồng. Trời ơi, nói chung là thêm một cái đặc nữa là sắm đồ nó bị nặng hơn lúc trước em. Bị nghiện nặng hơn lúc trước này. Vì sao lúc mà chưa có con á thì còn đi làm hay đi này cái nọ, còn có con ở nhà chăm con mới làm gì mới, thổi ra coi đồ like. này ok nè đúng rồi này hợp. Cái đỉnh điểm của anh á là một ngày anh nhận bao nhiêu đơn hàng hả? Cô nhớ không? Khi mà bắt đầu là lên mạng phải không, đặt hàng đặt đồ đó rồi xong nghe đi gọi đầu làm móng hay đi công việc hay làm tùm lum la, bắt đầu mình ở nhà đang trên phòng thu á, chuông á tăng điện thoại mình nữa, cho số điện thoại mình nữa, tăng số điện thoại chị Nga hả? Sao em dạ, xuống nhận đồ chị Nga nữa, nửa tiếng 30 phút tiếng hay là nửa ngày gì đó là cứ tới liên tục. Nãy giờ là mình nói xấu vợ mình cũng hơi nhiều, giờ tới lúc mà là mình đang tự thú trước mình anh, giờ mình không phải làm trang giấy trắng nữa, mình làm gì mà như trắng dữ vậy, nhiều chữ quá rồi. Đúng rồi, nhiều khi thì một hàng viết hai dòng không giận. Người nào có khuyết điểm không, nào có cái ưu điểm khuyết điểm thì ơi sao tự nhiên trầm quá ta, thì đó vô phút này á, phút này là nhạc nổi lên rồi không, tự nhiên trầm dữ trời. Ừ, chúng ta ai có ưu điểm ai có khuyết điểm. Theo mình nhận xét mình á thì là một người cha người đàn ông nói chung là tạm ổn, ok, ít nhậu nhẹt nè. Khuyết điểm xíu là mình hơi chơi game tập ít này kia rồi đá banh. Đá banh nhảy rủ nè, nhảy rủ đá banh, bỏ vợ bỏ con đi rủ đá banh. Ủa rồi thể thao mà.
mình tăng cường thể lực mình để mình lo gia đình xã hội đúng không? Mê độ xe chứ phải tốn kém chứ, mình vợ thấy càng nhằn à, đổ đồ chơi game nó bét mất thời gian này kia rồi độ xe rồi cộ này thôi, chứ còn anh cũng đâu có gì đâu. Cũng được mà đúng không? Tại vì căn bản thôi là tứ lỗ tường mà là không có dính là hay lắm rồi. Mà nhưng mà vậy mới sao, cái vấn đề là khi mà mình không có gì, vợ mình phải kiếm ra cho có cái gì. Là sao nữa cha? Là sao vậy? Có nghĩa là bây giờ thấy là không có gì đúng không, nhưng mà bà vợ cho nó là thôi anh đừng chơi điện tử nữa, anh phải tập trung chỗ này cái kia đúng không? Sẽ moi ra kiếm bằng được cho mình để có cái gì để mình khắc phục. Có bao giờ vợ anh moi ra cái gì giống như là thôi anh đừng có độ xe nữa? Chuyện bình thường đúng không? Có hay chứ mà sẽ có gì không? Đâu có gì đâu, độ xe bình thường không? Đâu có gì. Bình thường nhưng mà nó kém quá. Nói chung là đó là đam mê của mình. Nhưng mà vợ cũng hiểu, nhưng mà ý như là bán mấy bán biết không? Thì bán này cũng là quá mức không? Để dành tiền mua giỏ sách. Đúng mà thiệt, không đúng mà. Vậy. Cái bánh xe nó có gì đâu mà mua. Ông để tiền mua cái giỏ sách cho tụi nó hay hơn đó. Hay nói vậy lắm á gì. Sao mà em thấy nó bức xúc nhiều hơn anh em anh ơi. Này thì nó nồng máu giống anh. Em không có độ xe, em chỉ đá banh với đá bét với anh thôi. Là độ nàng. Đúng vậy. Giờ hỏi một câu nha. Được ha, thay vì nó nhiều câu rồi chẳng phải một câu rồi nha. Thì mỗi câu là một câu anh, mỗi câu là một câu á. Có dấu quỷ đen không? Ta nghĩ mèo riêng nha. Có dấu quỷ đen không? Quỷ đen chắc hơi hơi vậy. Dấu đâu vậy? Không, chỉ đi, chỉ bài đi. Tại vì bây giờ căn bản thôi, dấu ở dưới dài cũng biết rồi. Dài biết không? Thấy không, ví dụ dấu trong thẻ thì là thẻ đưa vợ giữ rồi, làm sao được? Mỗi lần mà lên lãnh tiền rồi mấy công ty rồi đó, thời gian đồng á, thời gian chạy ký 50 triệu, khai này 30, có giấy chứng nhận đàng hoàng, đóng dấu đàng hoàng. À, yên tâm đi, lát em ở chương trình nó khúc này cắt, khúc này nè gửi đi cho vợ anh. Xong rồi mấy lót thảm xe hơi á, chỗ dưới chân á gỡ ra anh bỏ dưới đựng. À, ok cái đó. Nói chung là cái này là sẽ không phát sóng trên HH đâu, thấy không? Mà là mình sẽ phát sóng trên YouTube. Tại vì biết sao không? Tại vì YouTube là mình sẽ coi đi coi lại được. Đúng. Chứ HH thì mình coi hết lần là xong à. Thì một lát mà nói chương trình cắt khúc này nè, gửi đi vậy. Đó, đúng rồi. À. Cảm ơn anh nha. Bây giờ là tôi mới biết thêm được một chiêu nha. Nếu như mà là nhà ai mà là có xe hơi đổ nha, là các chị vợ là nên gỡ cái đồ mà để chân lên á, không? Ví dụ mà giờ em đi xe máy thì em nên giấu ở đâu? Máy hả? Đi chiếc xe máy thì em giấu đâu? Em đâu có đồ lót cái đâu? Rạch bánh xe ra giấu không chồng? Tẻ mà sao rạch bánh xe được? Chứ giờ sao chứ em, tôi không biết đâu. Em tính cắt cái yên á anh. Đúng rồi. Xe anh. À, đúng rồi. May lại để hở xíu thôi nhé. Mà mình làm cái sửa tía nha, mình kéo đúng ra. Đúng rồi. Đi lại luôn á. Hay quá, tự nhiên cái xong cái số để vợ cho nghe luôn. Mình đang thực sự khai báo mà đúng không? Mình thành thật khai báo luôn. Em hỏi gì anh trả lời đó, anh đâu nói gian đâu. Okay. Biết rồi, anh trưởng nói vậy thôi chứ thật sự anh trưởng không có giấu dưới xe hơi đâu. Giấu chỗ khác. Vui vẻ thôi. Kiểu như là phải đưa lên trước, để có gì kiếm đi, rồi tôi giấu chỗ khác đó. Nhưng mà không để cái thẻ trong đó nha, mà thẻ đâu có tiền. Thẻ khác lại giấu chỗ khác nha. Bây giờ là sẽ tới một món quà mà chương trình dành tặng cho. Nhận quà không anh? Nhận quà không? Lấy quà không? Ok, đúng rồi. Có quà là lấy anh khoái không? Món quà bất ngờ đàng hoàng. Quà này giờ anh không cầm được mà anh phải coi. Cái gì kỳ vậy? Đúng rồi. Xin mời anh. Kiện nhi ốc xua của dược phẩm OVC, ăn ngon ngủ khỏe, bé rẻ thông minh. Hello ông xã. Cái ông xã thấy em ở trong clip này là ông xã bất ngờ lắm đúng không? Đó. Là một người đàn ông nhưng mà ông xã lúc nào cũng biết phụ vợ chăm con. Mặc dù không phải tỉ mỉ nhưng mà cái gì vợ nhờ là ông xã làm. Nên ba đứa con của mình có một người ba rất là chu đáo. Mừng nhất đó là lúc Nga mang bầu bé thứ ba, sanh bé xong thì Nga phải mổ, nên là Nga phải nằm hồi sức tới mấy tiếng. Còn bé thì cái được ở bệnh viện có phòng chăm sóc đặc biệt cho bé riêng á. Thì hôm đó ba với lại bà ngoại cũng lo, vì sợ mình lúc mà trao bé về cho phòng sợ bồng nhầm bé á, cứ nhìn kỹ từ trên đến dưới coi bản tên. Nhưng mà bác sĩ, y tá điều dưỡng nói là yên tâm đi, hôm nay có một bé gái thôi, còn tất cả còn lại là con trai hết. Thì anh sợ lắm, như bồng nhầm con, kiểu như con mình sinh ra mà. Rồi đặc biệt là bé gái này á, là ba chăm sóc nhiều hơn. Lúc trước thì công việc đó là bà ngoại với bà nội và cho bé bú, nhưng mà lần này là bà ngoại với bà nội chỉ việc ở nhà nấu ăn thôi. Rồi ba với lại một người bạn thân của mẹ thay phiên nhau chăm sóc. Thì ba biết pha sữa cho bé luôn, là từ đó chứ trước đó là ba không có pha sữa. Mặc dù là
tắm cho con, ăn uống thay tã cho con, nhưng mà ba chưa pha sữa lần nào và chưa cho bé mâm sữa lần nào. Mà bé này nhỏ mà ba cho mâm, nói chung là con gái là nó khác hẳn hơn hai anh trai. Hai anh trai là ba không dám bồng luôn á, tới khi mà bé trọng trọng ba mới dám bồng. Còn cái này là bé gái thì sinh ra là ba bồng bé luôn và cho bé uống sữa luôn. Nghe cảm ơn vì nói chung là lúc nào nghe cũng cầu xin đó, và nghe luôn cảm ơn là đã mang đến cho mình một người đàn ông đúng nghĩa, lúc nào cũng thương vợ thương con. Mặc dù nghề nghiệp của ảnh là một ca sĩ nhưng mà ảnh không có làm cho mình phải buồn hay bận tâm về những chuyện mà bên ngoài của đàn ông. Vì lúc nào đi đâu hay làm gì ảnh cũng nghe, không đi được thì ảnh cũng báo cáo với nghe đó. Còn không là hai vợ chồng lúc nào cũng đồng hành cùng nhau đó. Cảm ơn xã vì đã đến bên em, biết lắng nghe, chịu đựng và quan trọng là luôn yêu thương em. Chúng ta đã đi được chặng đường 10 năm rồi. Em cũng mong là hai vợ chồng mình cùng ba đứa con bước tiếp đoạn đường dài phía trước và cùng nhau dạy dỗ con để trưởng thành giống như ba ngày hôm nay. Em cảm ơn ông xã đã ở bên cạnh em trong thời gian qua. Trời ơi ngọt ngào trời ơi. Có bao giờ anh nghe vợ của mình tâm sự với mình như vậy chưa? Đứng trước ống kính thì mình sẽ nói những điều đó nó rõ hơn, nó nhiều hơn. Với lại lúc mà nói chuyện với hai vợ chồng, thực sự khi mà nghe nói vậy mình cũng phê phê với bộ đúng không anh? Thấy chưa? Mặc dù mình không ra gì nhưng mà nói ok là thấy chưa không? Tuy anh tên trưởng nhưng mà anh không có gia trưởng. Chính xác luôn á. Anh phạm trưởng không phải gia trưởng. Đúng vậy. Giờ anh có gửi cho vợ mình đôi lời không anh? Có luôn hả? Có luôn. Dạ. Anh xin cảm ơn bà xã, lúc nào cũng suy nghĩ cho anh, thông cảm cho anh những điều mà anh nói chung là còn sai sót khi mà ở bên cạnh bà xã. Là anh sẽ cố gắng hơn nữa để hoàn thiện mình hơn, để cùng bà xã nuôi dạy những đứa con mình trưởng thành hơn. Chúng mình cố gắng hơn bà xã nha. Trời ơi.